Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch của Tuấn nha. Thì đây là cái nách của Tuấn nè. Tuấn sẽ hướng dẫn lại cho một bạn. Đây là cái nách Tuấn để là 1,5 phân nha anh em. Tuấn đóng cái viên nguyên này ở trong là Tuấn chừa là 1,5 phân, viên gạch 1 phân và 5 ly hồ dầu nha. Đây, khi anh em đóng cái viên hàng thứ hai nè, anh em chỉ cặp cái nách này đi lên nó sẽ có một cái đường đứng nữa nha. Thì đây sẵn Tuấn hướng dẫn cho một bạn đã hỏi Tuấn luôn. Thì cái này Tuấn cũng chia sẻ rất là nhiều video rồi. Anh em cứ quay lại những cái video mà Tuấn chia sẻ thì anh em xem nha. Đây. Và anh em coi nè, khi mà giám sát tư vấn mà nhìn cái nách như vậy nè, nó sẽ sát luôn nha anh em, nó sẽ đều nha. Đó, nó sát đều về vô tư vấn giám sát, người ta nhìn người ta sẽ chịu, người ta nhiệm thu sẽ nhiệm thu anh em thôi. Và người ta bắn nách nè, nó sẽ thẳng nha. Đó, anh em thấy không? Rồi, chỉ cần anh em làm không bột, không quên, không chớp, ke gốc và thẳng nách đều ngã tư là ok thôi. Mấy cái bước đó thì trong cơ bản của dự án cao ốc người ta nghiệm thu, người ta bắt mấy cái lỗi đó thôi. Đó, anh em thấy không? Đây, đây ngã tư thì anh em nhét ron vô đều rồi thôi. Nhét anh em nhét nhớ đẩy sâu vô nha, đẩy sâu cái ron vô khoảng 2-3 ly sau này để cho người ta chà ron nha. Còn anh em nằm ở ngoài là sau này người ta kêu anh em cạy ra đó. Đây, cái đường chân thì anh em nào mà chưa có xem những cái video hướng dẫn của Tuấn gầy đường chân thì anh em cứ quay lại xem nha. Cách đi đường chân nha. Anh em ghém cái đường chân xong rồi anh em đi hai cách. Một cách là bốn mực, một cách là để máy laser gầy nha. Thì anh em cặp thước vô, cặp thước đi đường chân cho nó thẳng. Cái đường chân rồi lên trên anh em đi theo cái viên gạch là nó sẽ thẳng thôi. Thì đây anh em sẽ bắn cái mực ngã ra ngã vô nha, bắn cái mặt nằm trước nha. Thì cái tường này á, là nó còn ẩm nha anh em, vì không cần tưới nha. Đây là Tuấn đang ốp keo nữa, không cần tưới nha. Còn nếu mà anh em ốp xi măng á, thì anh em tưới tường cho thiệt là kỹ nha. Còn đây Tuấn ốp keo, ốp keo thì nó không có sẽ, nó không có bị vên chớp. Keo nó bám rất là kinh khủng, anh em không cần tưới. Còn nếu mà anh em ốp xi măng và hồ dầu thì anh em sẽ tưới tường thật là kỹ nha, để nó vên nó chớp nha. Đó, trong cái nách anh em thấy không, khi anh em làm anh em nhớ nhỏ lại nè, nhỏ lại cái mặt đứng này cái thì mình sẽ có được hai cái đường ngã ra ngã vô thẳng và cái mặt đứng thẳng. Nếu mà đứng thẳng là ở trong đó cái nách á Tuấn chừa ra 1,5 phân thì anh em đã có thêm một cái nách thẳng nữa rồi. Khi anh em đóng cái bức mà bên cái ống nước nè, ba cái ống nước nè, anh em không cần mà bắn máy laser lại làm gì, anh em cứ cặp theo cái nách nó đi lên là thì nó sẽ thẳng thôi. Thì khi anh em gầy cái đường chân rồi đó thì anh em đi lại gầy cái đường chân rồi, anh em đóng một viên đầu ở trên đường chân thì anh em nhỏ lại máy laser đường ngã ra ngã vô và cái mặt thẳng thôi. Kiểm tra lại một viên một rồi anh em đi ron theo lên là nó sẽ đều thôi nha. Đây Tuấn đang quay tôi thì cái máy quay nó không có quay lên ở trên được thì Tuấn quay sẽ 3 viên thôi, 3 viên cho anh em xem thôi nha. Rồi Tuấn sẽ tắt máy. Còn nếu mà không có quay thì Tuấn sẽ đóng cái bức đó lên, một cái bức này Tuấn đóng một phát 1 lên 8 viên luôn. Rồi Tuấn đi cái viên sau theo nó lên là sẽ ăn. Anh em nào mà có đặt hàng bay răng cưa, bàn đẩy gạch, hiệu Ryobi và máy laser thì cứ liên hệ số điện thoại bên Tuấn nha. Số điện thoại bên Tuấn là 0377 007 661, Tuấn ship code toàn quốc nha. Máy laser bên Tuấn là luôn phí ship code là từ 1,3 triệu cho tới 3,5 triệu nha. Bàn đẩy gạch hiệu Ryobi, hiệu chính hãng Ryobi nha, là 2 triệu bằng 8 tấc nha. Và bay răng cưa bay đặt thì tính là 200k luôn phí ship nha anh em. Còn anh nào mà chưa có xem thì cứ quay lại những cái video Tuấn hướng dẫn xem nha. Cái này Tuấn đã chia sẻ rất là nhiều video rồi. Thì Tuấn cũng xin nói sơ qua luôn, khi anh em đóng nền mà đóng nền chết đó, dự án đó, thì nền thì anh em tưới ngâm nền cho thiệt là kỹ, ngâm cho nó khi nào mà cái nền nó không còn mà hút nước nữa thôi, nó no nước á thì anh em sẽ làm. Còn là cái đó là anh em lát nền bằng hồ dầu nha, còn nó lát keo. Lát keo thì anh em chỉ cần cái nền anh em quét sơ, tưới sơ qua là anh em làm được. Ok, keo thì nó rất là ok, nó không có sẽ không có bị giật quên chôm chớp. Còn mà nếu anh em đây đóng hồ dầu cỡ 5 ly trở lên nha anh em, 5 ly trở lên mà anh em không tưới nền ha, tường thì cũng vậy, nền khi anh em làm hồ dầu nền với tường nó cũng vậy thôi. Khi anh em mà không tưới mà không ngâm nền á thì đóng nó sẽ tự động nó vên chớp nha.
Còn mà anh em làm tường mà no nước rồi á, khi em làm hồ dầu á, no nước tường ha, nền gì cũng vậy, nó no nước rồi anh em đóng, không bao giờ vên và chớp vô. Còn mà anh em ốp keo thì anh em chỉ cần tưới sơ qua thôi, còn tường mà anh em thấy mà ẩm ẩm thì anh em khỏi tưới cũng được nha. Đó là những cái công thức đóng. Thì anh em có xem những cái video mà Tấn chưa có xem những cái video Tấn chia sẻ cách đóng không vên không chớp á, thì Tấn cũng có làm và đóng không bọt và đóng không cần ghép móc nè. Thì Tấn cũng đã chia sẻ rất là nhiều video rồi, anh em cứ quay lại những cái tập đầu tiên của Tấn xem thôi. Tấn có tổng hợp lại cách ốp tường rất là dài, tại video rất là dài nha anh em. Tổng hợp lại video đó gần một tiếng nha, hơn nửa tiếng, gần tiếng, là Tấn tổng hợp lại cái cách công thức đóng nhà vệ sinh, ốp nhà vệ sinh nha. Tập 62 anh em cứ bấm xây dựng ốp lá gạch, tập 62 là sẽ ra nha. Còn mà Tấn có một tập nữa video tổng hợp là tập 78 là lát nền nha. Tấn cũng hướng dẫn rất là chi tiết rồi, anh em cứ quay lại hai cái tập đó mà xem. Xây dựng ốp lá gạch tập 68 và xây dựng ốp lá gạch tập 78 nha, 72 hay 78 gì Tấn cũng không nhớ nữa. Làm rất, đây là tập 100 mấy rồi nha anh em. Thì Tấn để tập vậy cho anh em dễ hình dung và anh em dễ xem nha, dễ biết đường mình theo dõi. Anh em thấy kênh hay và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video kế tiếp của Tấn nha. Đây nè anh em thấy không, đây là cái nách Tấn đã để lại 1,5 nè đó. Và khi anh em làm cái bước này thì anh em cứ cặp cái nách là anh em đi lên thôi đó. Đây đi xong rồi sát cái này vô là ok. Cái này từ dự án nha anh em, có dự án người ta không có chịu anh em đi sát ron đâu nha. Cái này là đi, nếu mà đi sát ron vô cái nách đó anh em rất là dễ làm. Còn có chỗ người ta cho anh em khoảng 2 ly hoặc 2 ly 3 ly hở mà hở đều á, anh em nhét cái ron vô trong nách luôn á. Còn sát thì mình làm sẽ lẹ hơn. Rồi, cái phần bình luận của Tấn tới đây Tấn xin tạm dừng và anh em xem tiếp video nha. Hẹn các em những cái video kế tiếp nha.